Thưa quý vị và các bạn, vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, bà Trương Thị Thúy ở phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi hiện có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm từ mô hình kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thóc giống các loại, đồng thời hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Nhận thấy Ân Thi là một huyện có diện tích đất canh tác nông nghiệp lớn, nên bà Thúy và gia đình đã sớm đầu tư phát triển mô hình kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất lúa và một số cây trồng khác. Hiện nay, gia đình bà là đại lý cấp 1 với 2 cửa hàng kinh doanh bán buôn, bán lẻ vật tư nông nghiệp cho người dân trong và ngoài huyện. Không chỉ giỏi làm kinh tế, bà Thúy còn tích cực tham gia sinh hoạt hội và có nhiều việc làm giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi vụ sản xuất, gia đình bà Thúy hỗ trợ cho từ 200 đến 300 hội viên phụ nữ trong thị trấn về kỹ thuật và cung cấp các loại vật tư nông nghiệp với giá ưu đãi theo hình thức trả chậm, như gia đình chị Nguyễn Thị Lụa cấy 20 mẫu ruộng. Nếu không được bà Thúy hỗ trợ những chi phí ban đầu thì sẽ rất khó khăn. Đầu tư là trước mắt là giống, sau là phân, sau nữa là thuốc sâu. Đấy thì là xong mùa thì là chị Thúy chị mới lấy tiền. Quan tâm của chị là giúp đỡ thế thì gia đình cũng đẩy mạnh được kiểu kinh tế gia đình đi lên. Thế là tôi cấy được thêm nhiều ruộng hơn.